Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Gia đình của chị My sạp của sạp của chị My bán tại Bình Điền đã phát tâm ngày hôm nay cho bên em là năm bên trên đó là 500 kg rau củ quả để phát cho bà con ngày hôm nay, và 500 kg gạo. Thì hiện tại giờ xe của Tú á, đi là đi tổng cộng là 400 kg, là bao gồm là cho 50 phần của quận 7 và 20 phần là của quận 5, còn lại bao nhiêu là về bếp ăn của thầy ở tại Tôn Thất Thiết. Còn cái này cút sau này là của Trinh, để cho ngày mai Trinh về Trinh chia sẻ lại cho đường Thái Phiên và ở hẻm Sinh Cô và ở ở số 46 phường đường 46 của phường 10 quận 6. Em cảm niệm công đức của gia đình chị Út My dựa sạp Ngọc Trắc bán tại chợ Bình Điền. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức mô Phật. Con để mẹ quay tí. Ê, bỏ đồ mẹ mày lên nữa. Bây giờ chắc cái này của mình vô trong đi, để đồ của chị ở ngoài lắc rồi. A Di Đà Phật. Xe tới rồi nghe chị Út My, em đã xuống hàng cho chị và của em nè. Đây, này là của chị nè. Bên đây là của em. Chưa xuống xong. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chị Út ơi, hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Phần của chị Út là em xuất cho chị là 500 kg gạo. Thì hiện tại bây giờ là của cô Tú này á là xin là tổng cộng là 50 phần. Xin 50 phần để phát cho bên của quận 7. Và rau củ quả của hồi nãy mình Tú đã chuyển đi rồi, và cho thầy để nấu cho khu cách ly. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức của chị Út My nha, bán ở tại chợ Bình Điền. Rồi mô Phật nha, và tất cả các mạnh thường quân ủng hộ chung tay với Trinh trong mùa dịch này. A Di Đà Phật, mô Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Gia đình của chị My sạp của sạp của chị My bán tại Bình Điền đã phát tâm ngày hôm nay cho bên em là năm bên trên đó là 500 kg rau củ quả để phát cho bà con ngày hôm nay, và 500 kg gạo. Thì hiện tại giờ xe của Tú á, đi là đi tổng cộng là 400 kg, là bao gồm là cho 50 phần của quận 7 và 20 phần là của quận 5, còn lại bao nhiêu là về bếp ăn của thầy ở tại Tôn Thất Thiết. Còn cái này cút sau này là của Trinh, để cho ngày mai Trinh về Trinh chia sẻ lại cho đường Thái Phiên và ở hẻm Sinh Cô và
ở ở số 46 phường đường 46 của phường 10 quận 6. Em cảm niệm công đức của gia đình chị Út My, dựa sạp Ngọc Trắc bán tại chợ Bình Điền. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức mô Phật. A Di Đà Phật. Xe tới rồi nghe chị Út My, em đã xuống hàng cho chị và của em nè. Đây, này là của chị nè. Bên đây là của em. Chưa xuống xong. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 năm 2021. Em cảm niệm công đức của chị Nén đã ủng hộ sữa cho gia đình của em và má em. Đây là má em. Em cũng cảm niệm công đức của chị Nén, bạn của Trang rất là nhiều nha. Như vậy là được rồi nha. Cảm ơn nhiều dữ lắm nha bà, nha chị Nén. Nói đi. Nói cảm ơn cô Nén. Trời, mẹ ăn xin cũng cảm ơn cô Nén nha. Dạ rồi. A Di Đà Phật, cảm niệm công đức nha chị Nén. Dạ mô Phật.